để xuống làm gì? Để xuống để hô nhím à? Hô nhím giỏi quá. Tí nữa cho đi học nhỉ. Cô giáo lại hát. Hát. Cô giáo lại nhím hát. Ba ơi bà. hát cái kiểu gì ấy? Hát bài ba thương con. Ba thương con mẹ. chị thuộc mỗi một từ giống mẹ đấy con. Ngồi mới. Ngồi gì cái ngồi mới? Ai ngồi gì cái những người mới? Ai ngồi? Ai xấu gái? Nhím xấu gái. Nhím cái gì? Nhím con gái ai? Đó, bạn ai? Mẹ này. Con gái ai nữa? Đó, mẹ này. Gái ai nữa? Có bà Nhật. Lại bà Nhật. Gái mẹ Nhật, mấy gái ai? Đó, bà. Bố chứ. Bố mẹ tôi. Ừ đúng rồi. Thế sao lại bảo bà? Con gái cơ mà. Con gái ai? Gái mẹ Nhật. Bố Nhật. Bố Nhật. Bố Nhật à? Niên thiên lắm. Con này niên thiên lắm. Mẹ Nhật bố nào? Bố Trứng ạ. Thế sao lại bảo mẹ Nhật bố Nhật? Nhìn thiên. Cháu ai? Cháu bà nội. Ờ bà nội với ai nữa? Bà Bỉ. Bà Bỉ. Bà Bỉ nằm mô tối. Ngô quê mô kem ăn đấy. Mô kem nhím ăn á? Ngô kem ngon đấy. Ôi dồi, bộ hộp kem ngon đấy á. Ôi dồi. Bác Vĩ đi làm có nhớ bác Vĩ không? Nhớ Vĩ. Nhớ Vĩ á? Thế gọi bác Vĩ về như nào? Bác Vĩ ơi, về tắm nhím. Về tắm nhím này á? Bác Vĩ ơi làm sao? Bác Vĩ ngủ đi. Bác Vĩ ngủ đi. Nhà bố đi nào, ngồi lâu ngắn á. Gọi bác Vĩ về mua kem thì gọi như nào? Bác Vĩ ơi.